Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sơn Sứ Cỏ Hải Dương trong buổi sáng sớm của ngày 25 tháng 11 năm 2019 lịch dương. Và em xin được trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn, bọn em vừa mới mua về được chiếc Toyota Vios, và cũng là quay chi tiết cho quý vị và các bạn mẫu xe Mitsubishi Zinger 7 chỗ ngồi sản xuất năm 2008, số sàn máy 2.4, một thương hiệu của Nhật. Và đây là con Vios 2012, form mới. Form này thì nó giữ nguyên đến đời 2013. Đây là gương tích hợp và rất đẹp. Cái đồ đạc của nó và sơn xi rất cứng. Xe tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu sử dụng nhá. Nội thất chúng ta nhìn đấy. Bốn tấm ni nỉ nguyên. Bốn tổng nâng hạ kính, gương kính chỉnh điện. Vô lăng nguyên bản luôn thưa quý vị các bạn. Vô lăng tích hợp, trang bị hai tủ khí hoàn toàn một dỗ, xe dễ dùng. Ghế là ghế da xịn. Gương kính chỉnh điện. Xe con này là zin từng con ốc. Nhúng bạn điều hòa. Và cái da của nó nguyên bản như thế này, chúng ta nhìn thấy. Và chúng ta nhìn những cái nỉ, những cái ghế da xịn nguyên. Và con này giá đang bán là 375 triệu đồng nhé quý vị và các bạn. Mà đang có cái nhu cầu mà muốn sở hữu cái mẫu xe này thì alo cho em ngay qua số điện thoại là 0852 555 555, anh chị nhé. Máy nguyên. Cốp này, cốp vàng ươm thưa quý vị và các bạn. Con này rất là chia đẹp. Và nhà còn nhiều xe khác để phục vụ cho anh em luôn nhé. Và anh em nào mà cần xem hình ảnh chi tiết của cái mẫu xe Toyota Vios 2012, xe cam kết và bảo hành cho anh chị và các bạn là một chiếc xe không một lỗi nhỏ nào, keo chỉ zin nguyên, tất tật tật tân, và máy móc nguyên bản, có màn hình, à có camera lùi rồi. Chúng ta nhìn cái nỉ của nó này, xe rất chia đẹp luôn nha anh chị nhá, không một lỗi nhỏ nào. Đây, cốp kia của nó thì vàng ươm, kinh nhốt kinh nhiếc ở đây được rồi. Đấy, loa bát đấy. Đấy, nguyên bản theo xe nhá anh chị nhá. Sơn xi bóng cườm cả xe, không một vết xước nào, và sơn zin còn chiếm tỷ lệ tầm 80% trên chiếc xe Vios 2012 này. Xe rất là đẹp. Số tự động, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ, một mẫu xe thương hiệu nổi tiếng của Nhật, có màn hình DVD rồi. Keo chỉ zin nguyên cả xe, xe tư nhân, một chủ từ đầu sử dụng, nốp đều cả dàn. Đăng kiểm của đến tháng 7 năm 2020. Ốc cabo chưa cựa. Đấy. Trang bị sassy phần đầu nguyên bản, máy nguyên zin. Chưa cả ra mặt máy. Chưa ra mặt máy anh chị nhé. Và tiếp theo là cái mẫu xe Mitsubishi Zinger mà em về tối hôm qua, con này độ lên cặp mắt đèn bi salon và giá đèn led hàng chục triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Và con xe này là màu vàng chanh, một cái màu rất chia đẹp. Xe được sản xuất năm 2008, chiếc xe thương hiệu Nhật. Máy 24 chạy rất là khỏe, và với mẫu xe này có thể chạy được dịch vụ. Và đây là phiên bản đủ Mitsubishi Zinger sản xuất năm 2008. Giá bây giờ đang chào bán mức giá là 259 triệu đồng nha anh chị nhé. Trần pháo như mới luôn. Ghế da xịn. Ghế da xịn. Xe bảo hành cho anh em về vấn đề lỗi, cam kết bảo hành cho anh em, keo chỉ zin nguyên cả xe này, sẽ không một lỗi nhỏ đâu ạ. Xe vào xe nó rất là thơm tho, xe nó sạch sẽ. Xe tư nhân, gia đình sử dụng. Đấy. Xe 7 chỗ ngồi rất là rộng rãi luôn. Biển 34 tỉnh em luôn nhé. Về rất là nhiều xe biển 34 tỉnh mình. Đèn đóm sáng quắc. Zinger thương hiệu Mitsubishi, camera nồi đầy đủ. Đấy. Hàng ghế treo như Innova luôn. Xe đẹp chất zin nguyên bản luôn anh chị nhá. Và Fortuner con này em nhận cọc rồi, và vài hôm nữa sẽ về, vài chiếc nữa sẽ như thế. Ở ngoài này chúng ta có chiếc Merc E240 sản xuất năm 2002, một mẫu xe nhập khẩu Đức. Form xe dài gần 5 mét.
Và con xe này mà em đang chào bán mức giá là 159 triệu đồng, 155 triệu đồng. Xe trang bị 6 túi khí an toàn, hộp số tự động, động cơ 2.4 V6, máy zin nguyên, sơn xi là bóng cườm cả xe, xe không một lỗ nhỏ nào nhá anh chị nhá. Ghế da chiếc ghế còn rất là xịn luôn. Và đây là cái phiên bản mà ghế mà Tano nó may da xịn, đồ đạc không bị gãy vóc gì cả. Giá 155 triệu loa bài, nghe cực hay luôn. Và đây là chiếc Mitsubishi nhập khẩu. Thưa quý vị các bạn, đây là mẫu xe nhập khẩu số tự động, có phanh ABS, đồng hồ mới, màn hình DVD rồi. Đấy, keo chỉ zin nguyên cả xe luôn. Chiếc xe này chúng ta mua về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi nhá. Trần đây, hàng ghế sau đây rất là rộng. Con này là máy turbo nhá anh em nhá, nốp mới cả dàn luôn, cả dàn sau luôn này cũng mới luôn này, biển 30. Và con này giá 135 triệu đồng anh em nhé. Và con này nó là tên công ty, bị mất hóa đơn công ty chết rồi. Nếu công ty còn hoạt động còn sống thì bọn em xin lại hóa đơn được, nhưng mà công ty chết rồi không sao được. Và công ty chết rồi bọn em mới dám mua. Nốp na răng mới rồi luôn. Giá 135 triệu, số tự động, động cơ 2.0 nhé anh em nhé. Có phanh 3 ABS này, xe chạy 26 vạn. Ra ngoài chạy thoải mái luôn, không tính vạn. Cái này ghế này cũng là của mới của nó này, kiểu dạng mới. Còn nó form đầu xe thì vẫn là cái form như form cũ thôi. Và phía xa xa kia chúng ta vẫn còn 3 chiếc xe của nhà. Chiếc đây là chiếc Kia Morning 2009 phiên bản van nhập khẩu số tự động, sản xuất năm 2009 này. Và đây là con Mazda 3 sản xuất năm 2005 số tự động này, giá 235 triệu. Còn con Morning này giá là 145 triệu. Và ngoài này chúng ta có con Prado. Đấy, ngoài ra nhà còn rất là nhiều xe độc nặng cho quý vị các bạn lựa chọn luôn. Kia Pride đấy. Rồi là Nissan, phòng rất là đẹp luôn. Pride em chưa cập nhật được giá, còn Nissan kia tí nữa em cũng quay cho quý vị và các bạn luôn. Con này chỉ vài chục triệu thôi, xe rất đẹp. Đó. Con này chạy nồi đồng cùi đá phá không hỏng đây. Kia Pride. Con này chưa nắm được giá đâu mọi người nhé. Còn đây, con Nissan này là giá 95 triệu. Máy 2.4, máy xăng. Loa đài của nó chế lên này, độ lên loa đài sẽ rất là rộng. Xe này anh em vẫn đi công vụ cơ clock này. Đấy, đây là 95 triệu nhé anh chị nhé. Và đây con Vios 2006 giá 150 triệu đồng đây ạ. Con này là bản Nimo lân kịch G, là form mới rồi, nâng cả phanh đĩa 4 bánh rồi. Vô lăng G, của số G, màn hình và đồng hồ mới. Tắp nô tắp ni đẹp, trần pháo đẹp. Xe nổ đồng cối đá phá không hỏng. Giá 150 triệu đồng. Và nhà còn nhiều xe khác để phục vụ cho quý vị và các bạn. Mazda 6, xe sản xuất năm 2003. Và chiếc xe này động cơ 2.0 số sàn đang được chào bán mức giá là 185 triệu đồng. Kia Morning sản xuất năm 2004 số tự động. Và chiếc xe này đang được chào bán mức giá 145 triệu đồng. Toyota Crown sản xuất năm 1989 giá bán là 45 triệu đồng. Nissan Sunny thì em đã nhận cọc rồi. Camry 2001 form đầu đạn, số sàn, máy 3.0 bản GLI đang chào bán mức giá là 195 triệu đồng. Đây Unachity biển số 36 phiên bản SE nhập khẩu Hàn Quốc đang được chào bán mức giá là 245 triệu đồng. Và con biển 34 này cũng như là con bên cạnh luôn, giá cũng như vậy luôn.
Và con này thì cao hơn hai chiếc một đời, xe được sản xuất năm 2010, đăng ký 2011, giá cũng 245 triệu đồng. Banachetti. Phần em rơi em nhận cọc rồi. Và đây Toyota Crown sản xuất năm 1993, máy 2.4, máy xăng, giá 155 triệu đồng. Và Camry 2001 động cơ 3.0 phiên bản GLI, giá là 200 triệu đồng. Camry nhập khẩu sản xuất năm 1999, phong đầu đạn, máy 2.2 số tự động nhập khẩu, giá bán 220 triệu đồng. Ở đây chúng ta có chiếc Mitsubishi thì em nhận cọc rồi. Còn đây là Kia Carnivan sản xuất năm 2009, số tự động, máy 2.4. Và chiếc xe này là 7 chỗ ngồi cửa, 8 chỗ ngồi cửa nùa, đang được chào bán với mức giá là 245 triệu đồng số tự động nha anh em nhé. Còn đây là chiếc Ford, một thương hiệu của Mỹ, Ford Escape sản xuất năm 2002, số tự động, gầm cao, máy thoáng, động cơ 3.0, 2 cầu. Và chiếc xe này đang được chào bán mức giá là 135 triệu đồng. Anh chị và các bạn đang quan tâm thì có thể liên hệ em qua số điện thoại là 0852 555 555 anh chị nhé. Và đây là chiếc Johnny sản xuất năm 2002, máy chạy chế 7 chỗ ngồi, đang được chào bán với mức giá là 99 triệu đồng. Và Honda Accord, à đâu, Honda Odyssey sản xuất năm 1994, số tự động, đấy, 7 chỗ ngồi, dòng xe nhập Nhật, động cơ 2.0, giá 165 triệu đồng. Và đây con Crown 1989 đây, giá 45 triệu đồng đây anh em nhé. Đấy, và còn Hyundai Santa Fe này, Hyundai Santa Fe máy dầu, sản xuất năm 2003, số tự động, ghế điện, cửa nóc, đang được chào bán với giá là 235 triệu đồng. Isuzu Chopper sản xuất năm 2002, 7 chỗ ngồi, giá bán là 110 triệu đồng. Đấy. Mitsubishi Grounder sản xuất năm 2008, phiên bản nhập khẩu. Mẫu xe này thì nhìn như Camry luôn. Cửa nóc và xe nhìn toàn bộ bên trong nội thất rất là zin và nguyên bản. Anh chị nào mà đang quan tâm thì có thể là kết nối qua số Zalo của em là 0852 555 555, và em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho quý vị và các bạn anh chị nhé. Giá là 325 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. 325 triệu đồng. Còn đây là con Civic nhập khẩu biển 17 Thái Bình, sản xuất năm 2008, số tự động bản 2.0. Civic con này chạy rất là bốc, máy nguyên, số nguyên, và máy nó máy như máy của Honda CRV, máy 2.4 rồi. Đấy. Đây là con Hai Ma M3 giá 195 triệu đồng, sản xuất năm 2011, số tự động. Civic thì cam kết bảo hành cho anh chị và các bạn là máy nguyên, số nguyên, xe không một lỗi nhỏ nào. Xe không một lỗi nhỏ nha anh chị nhá. Mua về chỉ việc đổ xăng chạy thôi. Đấy. Và một lần nữa rất cảm ơn quý vị và các bạn luôn ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Và bọn em hắn còn chiếc Kia Forte nhập khẩu sản xuất năm 2010 mới về đây anh chị á. Con này là nhập khẩu Kia Forte 2010 và giá bán là 285 triệu đồng. Quý vị và các bạn đang có nhu cầu liên hệ em số điện thoại ghim trên tiêu đề anh chị nhé. Và chiếc Nissan Bluebird sản xuất năm 2009, nhập Nhật, xe 5 chỗ ngồi, động cơ là 2.0, số tự động, và đang được chào bán mức giá là 275 triệu đồng. Quý vị và các bạn đang có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại của em là 0852 555 555 để được cập nhật thêm những cái thông tin chính xác và kỹ càng hơn nhé quý vị nhé. Xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong clip lần sau. Xin chào, cảm ơn.